Đức Chúa Trời toàn năng phán. Bản thân Đức Chúa Trời là sự sống, là lẽ thật, và sự sống cùng lẽ thật của Ngài đồng tồn tại. Những ai không có khả năng đạt được lẽ thật sẽ không bao giờ có được sự sống. Không có sự hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp lẽ thật, ngươi chỉ có thể có được câu chữ, giáo lý và hơn cả là cái chết. Sự sống của Đức Chúa Trời là vĩnh hằng và lẽ thật cùng sự sống của Ngài đồng tồn tại. Nếu ngươi không thể tìm thấy nguồn lẽ thật, thì ngươi không thể có được dưỡng chất cho sự sống. Nếu ngươi không được cung cấp sự sống, thì ngươi chắc chắn sẽ không có được lẽ thật. Và do vậy, ngoài những tưởng tượng và quan niệm ra, toàn bộ thân thể ngươi sẽ chẳng có gì ngoài xác thịt. Xác thịt đầy mùi hôi thối của ngươi. Hãy biết rằng, những lời sách vở không được xem là sự sống. Những ghi chép lịch sử không thể được thờ phượng như lẽ thật. Và những điều lệ trong quá khứ không thể được dùng làm bản ghi lại những lời Đức Chúa Trời phán bảo ngày nay. Chỉ có những gì được Đức Chúa Trời bày tỏ khi Ngài đến trên đất và sống giữa con người thì mới là lẽ thật, là sự sống, là ý muốn của Đức Chúa Trời và là cách thức làm việc hiện tại của Ngài. Trong đức tin của mình, tôi thường chỉ bám vào nghĩa đen của Kinh Thánh, nghĩ rằng Kinh Thánh được ban bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, nên mọi lời trong đó đều là lời Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ nó đại diện cho Chúa, là cách duy nhất để đạt được lẽ thật và sự sống. Nhưng sau đó, lời Đức Chúa Trời toàn năng khiến tôi thấy đó chỉ là những quan niệm cũng như sự tưởng tượng của tôi và không hề phù hợp với lẽ thật. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là lẽ thật và chỉ có Đức Chúa Trời mới là nguồn sống của con người. Kinh Thánh chỉ là bản ghi lại công tác của Đức Chúa Trời, không thể thay thế cho công tác và lời phán hiện tại của Ngài. Nếu những tín hữu chúng ta chỉ bám theo Kinh Thánh mà không theo bước chân của Đức Chúa Trời, hay tin nhận những lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong thời kỳ sau rốt, thì chúng ta sẽ cứ tin cho đến tận cùng mà chẳng đạt được lẽ thật và sự sống. Vào một ngày mùa hè năm 2017, một đồng sự nghiêm khắc nói với tôi: "Tôi nghĩ mẹ chị đã tiếp xúc với tia chớp phương đông đó, chị phải đề phòng đi. Con đường của họ không theo Kinh Thánh đâu. Nó vượt ngoài Kinh Thánh." Tôi thấy điều này thật khó tin. Mẹ tôi là một chấp sự hội thánh với nền tảng Kinh Thánh vững chắc. Làm sao mà mẹ tôi có thể tiếp xúc với tia chớp phương đông được chứ? Tôi thực sự cảm thấy lo lắng. Vì vậy tôi vội trở về nhà để nhìn tận mắt. Khi tôi đến đó, mẹ tôi nói với tôi rằng Đức Chúa Giêsu đã tái lâm, rằng Ngài đang bày tỏ nhiều lời và làm công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Mẹ tôi khuyên tôi nên tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời toàn năng. Tôi đáp: "Mục sư luôn nói Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, rằng đó toàn là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta tin Chúa có nghĩa là tin Kinh Thánh. Bất cứ điều gì khác đều không phải là đức tin nơi Chúa. Con đường của tia chớp phương đông vượt ngoài Kinh Thánh và đã chệch khỏi con đường của Chúa. Mẹ đừng liên hệ gì với họ nữa." Nhưng mẹ tôi cứ nói: "Mẹ đã nhóm họp với các anh chị em của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được vài ngày, và mẹ thấy rằng mỗi thông công của họ có sự sáng. Nó có sự hướng dẫn và khai sáng của Đức Thánh Linh. Đó là tất cả những điều mà mục sư không bao giờ nói đến. Nhóm họp với họ thật thú vị và bổ ích đối với mẹ. Mẹ đã biết được khá nhiều lẽ thật và đã gỡ được rất nhiều sự rối rắm mà mẹ từng có trong đức tin của mình.
Nhận tiếp Chúa đến không phải là chuyện nhỏ. Trước hết con hãy đọc lời Đức Chúa Trời toàn năng và lắng nghe thông công của các anh chị em đi đã. Thấy mẹ tôi khăng khăng như vậy, tôi không nói gì thêm. Tôi đi vào phòng mình và bình tĩnh suy xét những gì mà mẹ đã nói. Mẹ tôi nói đúng. Tôi đã ngay lập tức xét đoán tia chớp phương đông mà không chịu lắng nghe họ trước. Điều đó không hợp lý. Nhưng rồi tôi nghĩ, mục sư luôn nói mọi điều trong Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn, rằng đó là nền tảng đức tin của chúng ta. Điều đó cũng đúng. Tôi mang đầy những cảm xúc mâu thuẫn và không biết phải nghe ai. Tôi cầu nguyện với Chúa và xin Ngài hướng dẫn tôi để biết phân biệt đúng sai. Ngày hôm sau, mẹ tôi lại nói với tôi rằng tôi nên tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời toàn năng. Mẹ tôi cũng nói rằng nếu tôi bỏ lỡ cơ hội ngân tiếp Chúa thì sau này có hối tiếc cũng đã quá muộn. Tôi nghĩ chắc là mình có thể cứ đi xem họ giảng những gì để có thể tìm hiểu xem Đức Chúa Trời toàn năng có thực sự là Đức Chúa Giêsu tái lâm hay không. Thế là tôi đồng ý nghe thông công của họ. Trong một buổi nhóm họp, anh Dương đến từ Hội Thánh Đức Chúa Trời toàn năng đã nói về kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại, cách Satan làm bại hoại con người và cách Đức Chúa Trời hoạt động từng bước để cứu rỗi nhân loại. Mọi điều anh ấy nói đều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi và thực sự rất sảng khoái. Trước kia tôi chưa bao giờ nghe bài thông công khai sáng như thế. Tôi ngày càng bị thu hút. Tôi quyết định rằng mình nên tìm hiểu tia chớp phương đông. Tôi hỏi anh Dương, mục sư luôn nói rằng toàn bộ Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn và mọi điều trong đó đều là lời Ngài. Vậy tại sao anh lại nói rằng không phải tất cả đều là lời Đức Chúa Trời mà còn chứa cả lời của con người nữa? Anh ấy kiên nhẫn đáp, rất nhiều người theo đạo nghĩ rằng toàn bộ Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn, rằng đó toàn là lời Đức Chúa Trời. Nhưng chưa ai từng điều tra xem liệu ý kiến này có thực sự dựa trên lời của Đức Chúa Trời hay không. Trên thực tế, Đức Chúa Giêsu chưa bao giờ phán điều đó. Đức Thánh Linh chưa bao giờ đưa ra lời chứng như vậy. Và điều đó cũng không được viết trong các sách tiên tri. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, là điều sứ đồ Phao-lô nói. Phao-lô chỉ là một người bình thường, vì vậy lời nói của ông không phải là lẽ thật. Nếu chúng ta không tìm hiểu sự thật mà mù quáng xác định rằng toàn bộ Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời dựa trên tuyên bố đó, thì chẳng phải như thế là tùy tiện sao? Thực tế là có một phần các sách tiên tri trong Cựu Ước được Đức Chúa Trời soi dẫn. Đó là lời của Ngài. Tất cả đều được nêu rõ bởi Đức Giê-hô-va đã phán như vậy. Đức Giê-hô-va phán hoặc khải tượng mà Ê-sai đã thấy, vân vân. Bên cạnh những phần này thì những lời của con người tạo nên phần còn lại của Cựu Ước. Và chúng hầu hết là những ghi chép của con người về công tác của Đức Chúa Trời. Chẳng phải sẽ gây hiểu lầm nếu chúng ta không dựa trên sự thật mà chỉ nói rằng những lời của con người trong Kinh Thánh là do Đức Chúa Trời soi dẫn, rằng đó là lời của Đức Chúa Trời dựa trên một câu tuyên bố này của Phao-lô sao? Trong Tân Ước, lời Đức Chúa Giêsu, lời Đức Thánh Linh và những lời tiên tri trong Khải Huyền là lời Đức Chúa Trời. Còn lại thì hoàn toàn là những ghi chép và thư tín của con người, là kinh nghiệm và kiến thức của con người. Có sự khai sáng của Đức Thánh Linh trong những điều này. Chúng có thể khai trí
nhưng chúng vẫn chỉ là lời của con người. Làm thế nào chúng có thể được gọi là lời của Đức Chúa Trời hoặc được Đức Chúa Trời soi dẫn? Chẳng phải là vô lý khi người ta gộp mọi thứ lại với nhau và gọi đó là lời của Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và là sự sống. Chỉ Ngài mới có thể bày tỏ lẽ thật. Không một con người nào có thể bày tỏ lời Đức Chúa Trời hay lẽ thật. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và con người là con người. Lời của con người và lời của Đức Chúa Trời không bao giờ có thể ngang hàng với nhau. Nếu lời nói của những loại người khác nhau, ngay cả những lời của Satan đều được coi là lời của Đức Chúa Trời, thì đó là sự phạm thượng. Và vì vậy, ý tưởng cho rằng Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn và tất cả đều là lời của Ngài chỉ là một sự diễn giải phi lý của con người. Nó không có cơ sở thực tế. Tôi đồng ý với sự thông công của anh Dương. Chắc chắn trong Kinh Thánh có những lời của con người, không chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi tôi nghĩ, cả giới tôn giáo đều nghĩ rằng toàn bộ Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn. Chẳng lẽ mọi người đã sai sao? Tôi thầm cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, nếu đúng không phải mọi điều trong Kinh Thánh đều là lẽ thật do Ngài soi dẫn, xin hãy khai sáng và hướng dẫn con hiểu điều này. Anh Dương tiếp tục thông công. Nếu toàn bộ Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn, thì toàn bộ sẽ không có chút sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Nhưng thực tế là có khá nhiều. Lấy việc Jehoiakim lên ngôi làm ví dụ. Trong hai sự ký chương 36 câu 9 có ghi, Jehoiakim được 8 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị 3 tháng 10 ngày tại Jerusalem. Trong hai các vua chương 24 câu 8 nói rằng, Jehoiakim được 18 tuổi khi lên làm vua, người cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Cả hai câu này đều ghi lại rằng Jehoiakim trị vì làm vua, nhưng một chỗ ghi là 8, còn chỗ kia thì ghi là 18. Một câu nói rằng ông trị vì trong 3 tháng 10 ngày, còn câu kia thì nói ông trị vì trong 3 tháng. Cũng có ghi chép về việc Phi-e-rơ chối Chúa trong bốn sách phúc âm. Ma-thi-ơ chương 26 câu 34 nói, trước khi gà gáy, người sẽ chối ta 3 lần. Nhưng Mác chương 14 câu 30 thì nói, trước khi gà gáy 2 lượt, người sẽ chối ta 3 lần. Đó cùng là một sự kiện, nhưng có những mâu thuẫn rõ ràng về thời gian. Rõ ràng, một số phần của Kinh Thánh là ghi chép của con người, không phải là sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Sự thông công của anh Dương khiến tôi không nói nên lời. Tôi nghĩ đúng vậy. Có những điểm khác biệt rõ ràng như vậy trong các câu khác nhau, ghi lại cùng một sự kiện. Sẽ không có bất kỳ sự khác biệt nào nếu nó đến từ Đức Thánh Linh hoặc được ban cho bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Tôi chưa bao giờ để ý thấy những vấn đề này trước đây. Tôi tưởng rằng toàn bộ Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn và tất cả đều là lời Ngài. Nhưng rồi tôi đã thấy sự sai lầm trong cách hiểu đó. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về mối thông công của anh Dương sau buổi nhóm họp ấy và đọc lại một số lời của Đức Chúa Trời toàn năng mà chúng tôi đã tìm hiểu. Ngày nay, mọi người tin Kinh Thánh là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Vì vậy, họ cũng tin rằng mọi lời trong Kinh Thánh là những lời duy nhất Đức Chúa Trời phán và tất cả chúng đều do Đức Chúa Trời phán. Những người tin vào Đức Chúa Trời thậm chí còn nghĩ rằng mặc dù tất cả 66 sách của Cựu Ước và Tân Ước đều do con người viết ra, nhưng tất cả
đều được Đức Chúa Trời soi dẫn và là bản ghi chép về những lời phán của Đức Thánh Linh. Đây là cách hiểu sai lầm của con người và nó không hoàn toàn phù hợp với sự thật. Thực ra, ngoài các sách tiên tri, đa phần Cựu Ước là bản ghi chép lịch sử. Một số từ tiếng của Tân Ước đến từ những kinh nghiệm của con người và một số đến từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Chẳng hạn, các thư tín của Phaolô phát xuất từ công tác của một con người. Tất cả chúng đều là kết quả của sự khai sáng của Đức Thánh Linh và chúng đã được viết cho các hội thánh và là những lời khuyên bảo, khích lệ cho các anh chị em trong các hội thánh. Chúng không phải là những lời do Đức Thánh Linh phán. Phaolô không thể phán nhân danh Đức Thánh Linh và ông cũng không phải là một tiên tri, lại càng không nhìn thấy những khải tượng mà dân đã trông thấy. Các thư tín của ông được viết cho các hội thánh Epheso, Philadelphia, Galati và các hội thánh khác. Nếu mọi người xem các thư tín hoặc những lời giống của Phaolô là những lời phán của Đức Thánh Linh và tôn thờ chúng như Đức Chúa Trời, thì chỉ có thể nói rằng họ quá bừa bãi. Nói gay gắt hơn, đây chẳng phải đơn giản là bán bổ sao? Làm sao một con người lại có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Và làm sao mọi người có thể cúi lại trước những bản ghi chép về các thư tín của con người và những lời con người nói, như thể chúng là sách thánh hay sách trời được? Những lời của Đức Chúa Trời có thể được thốt ra tùy tiện bởi một con người hay sao? Làm sao một con người có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Đức Chúa Trời toàn năng làm rõ đâu là lời Đức Chúa Trời và đâu là lời nói, kinh nghiệm và sự hiểu biết của con người trong Kinh Thánh. Tôi trở nên chắc chắn rằng Kinh Thánh không hoàn toàn là lời Đức Chúa Trời. Những lời từ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu, lời Đức Chúa Trời mặc khải cho các tiên tri, cũng như những lời tiên tri trong Khải Huyền là lời Đức Chúa Trời. Phần còn lại hầu hết là lời nói và ghi chép của con người. Ngày hôm sau, trong một buổi nhóm họp, tôi nói với anh Dương. Giờ thì tôi hiểu, Phaolô nói rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn là không chính xác. Nhưng tôi vẫn còn rối về một điều. Mục sư của chúng tôi nói rằng Kinh Thánh là nền tảng của đức tin Cơ Đốc và nó đại diện cho Đức Chúa Trời, và việc tuân giữ Kinh Thánh là cách duy nhất để tin Đức Chúa Trời. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi không biết liệu điều đó có đúng không. Anh Dương nói, rất nhiều người theo đạo nghĩ như vậy. Họ đánh đồng Kinh Thánh và Đức Chúa Trời, hay thậm chí đặt nó lên trên Đức Chúa Trời. Điều đó có phù hợp với ý muốn của Chúa không? Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là nguồn của mọi sự sống. Ngài là nguồn nước hằng sống không bao giờ cạn. Sự dư đầy của Đức Chúa Trời là vô tận, nhưng Kinh Thánh chỉ là bản ghi chép về công tác trong quá khứ của Đức Chúa Trời. Đó là một cuốn sách lịch sử. Những ghi chép về công tác và lời Đức Chúa Trời của Kinh Thánh rất hạn chế. Làm sao nó có thể ngang hàng với Đức Chúa Trời được? Làm sao nó có thể đại diện cho Đức Chúa Trời được? Anh ấy cũng mở hai video đọc lời Đức Chúa Trời cho tôi xem. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Từ khi có Kinh Thánh, niềm tin vào Chúa của mọi người đã là niềm tin vào Kinh Thánh. Thay vì nói mọi người tin vào Chúa, tốt hơn nên nói họ tin vào Kinh Thánh. Thay vì nói họ đã bắt đầu đọc Kinh Thánh, tốt hơn nên nói họ đã bắt đầu tin vào Kinh Thánh. Và thay vì nói họ đã trở lại trước nhan Chúa, sẽ tốt hơn khi nói rằng họ đã trở lại trước Kinh Thánh. Theo cách này, mọi người thờ phượng Kinh Thánh như thể nó là Đức Chúa Trời, như thể nó là huyết mạch của mình, và mất nó cũng giống như mất đi mạng sống của mình. Mọi người xem Kinh Thánh cao bằng Đức Chúa Trời
và thậm chí có những người còn xem nó cao hơn cả Đức Chúa Trời. Nếu mọi người không có công tác của Đức Thánh Linh, nếu họ không thể cảm nhận được Đức Chúa Trời, họ có thể tiếp tục sống. Nhưng ngay khi họ mất đi Kinh Thánh, hoặc mất đi những chương và câu nói nổi tiếng từ Kinh Thánh, thì như thể họ đã mất đi mạng sống của mình vậy. Họ tin vào sự hiện hữu của ta chỉ trong phạm vi của Kinh Thánh, và họ đánh đồng ta với Kinh Thánh. Không có Kinh Thánh thì không có ta, và không có ta thì không có Kinh Thánh. Họ không chú ý gì đến sự hiện hữu hay những hành động của ta, mà thay vào đó dành sự chú ý tột bậc và đặc biệt cho mỗi một lời của Kinh Thánh. Thậm chí nhiều người còn tin rằng ta không nên làm bất cứ điều gì ta muốn làm trừ khi điều đó được Kinh Thánh tiên báo. Họ quá coi trọng Kinh Thánh. Có thể nói rằng họ xem những lời lẽ và sự bày tỏ là quá quan trọng, đến mức họ dùng các câu trong Kinh Thánh để so đo mọi lời ta nói và để lên án ta. Cái họ tìm kiếm không phải là cách tương hợp với ta hay cách tương hợp với lẽ thật, mà là cách tương hợp với những lời trong Kinh Thánh. Và họ tin rằng bất cứ điều gì không phù hợp với Kinh Thánh, không có ngoại lệ, đều không phải là công tác của ta. Chẳng phải những kẻ đó là con cháu ngoan ngoãn của người Pharisee sao? Người Pharisee Do Thái đã dùng luật pháp của Môi-se để kết án Giê-xu. Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với Giê-xu của thời đó, mà hết mực tuân theo luật pháp đến từng câu chữ, đến mức sau khi buộc tội ngài không tuân theo luật pháp của Cựu Ước và không phải là đấng Mê-si. Cuối cùng, họ đã đóng đinh Giê-xu vô tội lên cây thập tự. Bản chất của họ là gì? Chẳng phải họ đã không tìm cách tương hợp với lẽ thật đó sao? Họ bị ám ảnh bởi từng câu từ một của Kinh Thánh, trong khi không chú ý gì đến ý muốn của ta, lẫn các bước và phương pháp công tác của ta. Họ không phải là những người tìm kiếm lẽ thật, mà là những người bám lấy câu từ một cách cứng nhắc. Họ không phải là những người tin vào Đức Chúa Trời, mà là những người tin vào Kinh Thánh. Về bản chất, họ là những con chó giữ cửa của Kinh Thánh. Để bảo toàn lợi ích của Kinh Thánh, để đề cao chân giá trị của Kinh Thánh và để bảo vệ thanh danh của Kinh Thánh, họ đã đi quá xa đến mức đóng đinh Giê-xu nhân từ lên cây thập tự. Điều này họ làm chỉ đơn thuần là để bảo vệ Kinh Thánh và để duy trì địa vị từng lời một của Kinh Thánh trong lòng mọi người. Do vậy, họ thà từ bỏ tương lai của họ và của lễ chuộc tội để kết án tử hình Giê-xu, đấng đã không tuân theo giáo lý của Kinh Thánh. Họ chẳng phải đều là tay sai cho từng lời một của Kinh Thánh sao? Sau đó, anh Dương chia sẻ mối thông công này. Nếu chúng ta mù quáng thần tượng Kinh Thánh hoặc thậm chí đặt nó ngang hàng với Đức Chúa Trời, dùng nó để thay thế Chúa và công tác của Ngài, thì đó thực ra là tin Kinh Thánh, không phải tin Chúa. Việc bám vào Kinh Thánh mà không tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh hoặc theo bước chân của Đức Chúa Trời là chống đối Chúa. Người Pharisee coi Kinh Thánh là trên hết và bám chặt vào những câu chữ chính xác trong đó. Khi Đức Chúa Giê-xu xuất hiện và làm công tác, họ biết công tác và lời Ngài có thẩm quyền và quyền năng. Nhưng vì công tác và lời Ngài vượt ra ngoài Kinh Thánh, nên họ cố tìm cách chống lại Ngài. Họ chối bỏ và lên án Ngài mọi lúc và thông đồng với nhau đóng đinh Ngài vào thập tự. Họ đã xúc phạm đến tâm tính Đức Chúa Trời và do đó đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Nhiều người theo đạo cũng mù quáng tôn thờ Kinh Thánh trong thời kỳ sau Rốt và thậm chí đặt nó lên trên chính Đức Chúa Trời. Khi họ nghe Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét
Trong thời kỳ sau rốt, họ không thèm tìm hiểu. Họ cật lực chống đối, lên án công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng vì nó không có trong Kinh Thánh. Điều đó có khác gì so với khi người Pharisee bám vào Kinh Thánh và chống đối Chúa? Rõ ràng rằng việc tôn thờ Kinh Thánh mà không tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh hoặc theo dấu chân của Đức Chúa Trời là sai và hoàn toàn rời xa con đường của Chúa. Nghe vậy, tôi rất xấu hổ và hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi thấy mình đang tin Kinh Thánh, không phải tin Chúa. Tôi đã không tìm kiếm ý muốn của Chúa trong đức tin của mình, mà chỉ mù quáng tin vào những gì mục sư và các trưởng lão nói. Tôi nghĩ rằng toàn bộ công tác và lời Đức Chúa Trời đều có trong Kinh Thánh, rằng nó đại diện cho Chúa, và bất cứ điều gì khác đều không phải là đức tin nơi Ngài. Chẳng phải tôi đã mắc phải sai lầm giống như những người Pharisee sao? Tôi vô cùng ngưỡng mộ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi nghĩ lời Ngài giải thích thật cặn kẽ, lẽ thật về Kinh Thánh và thậm chí còn vạch trần một cách hoàn hảo thái độ của nhân loại đối với nó. Có thể nào đây thực sự là lời của Đức Chúa Trời không? Anh Dương tiếp tục thông công. Đây không phải để phủ nhận giá trị của Kinh Thánh, mà là để chúng ta có thể tiếp cận Kinh Thánh một cách đúng đắn. Đức Chúa Giêsu đã phán: "Các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống." Lời Đức Chúa Giêsu rất rõ ràng. Kinh Thánh chỉ chứng thực cho Đức Chúa Trời, và đó là bản ghi lại công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại luật pháp và ân điển. Nó không thể nào đại diện cho toàn bộ công tác và lời phán của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài đã phán và hoạt động kể từ khi Ngài sáng thế để nuôi dưỡng và cứu rỗi nhân loại. Ngài hướng dẫn nhân loại tiến tới trong sự phát triển của chúng ta, ban cho chúng ta những lẽ thật ngày càng vĩ đại hơn. Đức Chúa Trời chưa bao giờ ngừng phán và hoạt động. Trong đức tin của mình, chúng ta phải theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời để đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu chúng ta bám vào Kinh Thánh mà không tiếp nhận hay quy phục công tác hiện tại của Đức Chúa Trời, thì trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, càng không đạt được sự sống đời đời. Tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh vào thập tự trong thời đại ân điển để cứu chuộc toàn thể nhân loại và ban cho chúng ta con đường ăn năn. Mặc dù tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ bằng cách tin Chúa, nhưng bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Chúng ta vẫn còn sống trong tình trạng không ngừng phạm tội và xưng tội. Chúng ta đã không thoát khỏi tội lỗi. Chúng ta chưa được làm cho tinh sạch. Đức Chúa Trời thánh khiết. Vậy thì làm sao Ngài có thể để những người thường phạm tội và chống đối Ngài vào vương quốc của Ngài chứ? Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu đã tiên tri rằng Ngài sẽ tái lâm vào thời kỳ sau rốt để phán và làm công tác phán xét để làm tinh sạch hoàn toàn và cứu rỗi nhân loại, cũng như đưa chúng ta vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đúng như Đức Chúa Giêsu đã tiên tri: "Ta còn nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng." Và trong một Phi-e-rơ có nói: "Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét khởi từ nhà của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời sẽ phán nhiều lời hơn trong thời kỳ sau Rốt, hướng dẫn con người bước vào mọi lẽ thật. Những lời này và công tác này là tất cả những gì Đức Chúa Giêsu hoàn thành khi Ngài tái lâm. Đức Chúa Giêsu đã tái lâm, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng Christ của thời kỳ sau Rốt. Ngài đang thực hiện công tác phán xét, bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại, đồng thời mặc khải những bí nhiệm và lẽ thật trong Kinh Thánh. Chẳng hạn như câu chuyện nội tình về ba giai đoạn công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời và kết quả mà nó mang lại. Cách Satan làm bại hoại nhân loại, cách Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại. Các bí nhiệm về những sự nhập thể và các danh xưng của Đức Chúa Trời. Cách để biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài. Cách hiểu sự thật về sự bại hoại của chính chúng ta gây ra bởi Satan. Và các tâm tính bại hoại của chúng ta được làm cho tinh sạch. Ngoài ra, còn có ý nghĩa của việc thực sự kính sợ, yêu kính và quy phục Đức Chúa Trời, vân vân. Công tác và lời của Đức Chúa Trời toàn năng hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa. Chỉ khi chúng ta theo sát bước chân của chiên con, tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng và trải qua sự phán xét làm tinh sạch của Ngài, chúng ta mới có thể đạt được lẽ thật và sự sống và bước vào vương quốc của Ngài. Sau đó, anh Dương đã bật hai đoạn phim, đọc lời của Đức Chúa Trời cho tôi xem. Đức Chúa Trời toàn năng phán: bản thân Đức Chúa Trời là sự sống, là lẽ thật, và sự sống cùng lẽ thật của Ngài đồng tồn tại. Những ai không có khả năng đạt được lẽ thật sẽ không bao giờ có được sự sống. Không có sự hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp lẽ thật, ngươi chỉ có thể có được câu chữ, giáo lý và hơn cả là cái chết. Sự sống của Đức Chúa Trời là vĩnh hằng và lẽ thật cùng sự sống của Ngài đồng tồn tại. Nếu ngươi không thể tìm thấy nguồn lẽ thật, thì ngươi không thể có được dưỡng chất cho sự sống. Nếu ngươi không được cung cấp sự sống, thì ngươi chắc chắn sẽ không có được lẽ thật. Và do vậy, ngoài những tưởng tượng và quan niệm ra, toàn bộ thân thể ngươi sẽ chẳng có gì ngoài xác thịt. Xác thịt đầy mùi hôi thối của ngươi. Hãy biết rằng, những lời sách vở không được xem là sự sống. Những ghi chép lịch sử không thể được thờ phượng như lẽ thật. Và những điều lệ trong quá khứ không thể được dùng làm bản ghi lại những lời Đức Chúa Trời phán bảo ngày nay. Chỉ có những gì được Đức Chúa Trời bày tỏ khi Ngài đến trên đất và sống giữa con người thì mới là lẽ thật, là sự sống, là ý muốn của Đức Chúa Trời và là cách thức làm việc hiện tại của Ngài. Đấng Christ của thời kỳ sau Rốt mang đến sự sống và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống. Và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau Rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Giêsu và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng. Bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử. Những ai bị chi phối bởi phép tắc, bởi câu chữ và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống, cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời. Đó là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Satan và là con cái của địa ngục. Vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời?
nếu ngươi chỉ cố bám víu vào quá khứ, chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng bằng cách đứng yên và không thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử, thì chẳng phải ngươi sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời lớn lao và vĩ đại, như sóng trào và sấm dội, mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt, bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của chiên con? Làm sao ngươi có thể biện hộ rằng Đức Chúa Trời mà ngươi đang bám víu vào là một Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ? Và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bợ, chứ không phải là lẽ thật có thể ban sự sống. Thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi, và không phải là những lời triết lý có thể giúp ngươi biết được sự sống của con người, càng không phải là những con đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho ngươi lý do để suy ngẫm sao? Nó không khiến ngươi nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Ngươi có khả năng tự mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự hiện đến của Đức Chúa Trời, ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với Đức Chúa Trời không? Giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao? Vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này. Nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau Rốt. Nếu không làm thế, ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật và sẽ không bao giờ có được sự sống. Nghe lời Đức Chúa Trời toàn năng thực sự khiến lòng tôi bừng sáng. Tôi nhận ra rằng mặc dù Kinh Thánh là bản ghi lại công tác trong quá khứ của Đức Chúa Trời, nhưng đó không phải là nguồn sống. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là nguồn sống của chúng ta. Chúng ta không thể bị mắc kẹt vào Kinh Thánh. Điều quan trọng nhất là vâng phục công tác và những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, đồng thời tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau Rốt. Đây là cách duy nhất để được cứu rỗi hoàn toàn và bước vào thiên quốc. Tôi biết chắc chắn rằng lời Đức Chúa Trời toàn năng là tiếng Đức Chúa Giêsu tái lâm. Lời Ngài giải thích thật cặn kẽ những quan niệm của chúng ta và câu chuyện đằng sau Kinh Thánh. Ai khác có thể nói tất cả những điều đó ngoài Đức Chúa Trời chứ? Trong vài ngày tới, tôi sẽ chớp lấy bất kỳ cơ hội nào để thông công lời của Đức Chúa Trời toàn năng với các anh chị em. Tôi đã có chút hiểu biết về bí nhiệm sự nhập thể của Đức Chúa Trời, cách Đức Chúa Trời phán xét và làm tinh sạch con người trong thời kỳ sau Rốt. Loại đức tin nào phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, những kết cục và đích đến của con người cũng như các lẽ thật khác. Tôi đã trở nên chắc chắn rằng Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Giêsu tái lâm, và tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau Rốt của Đức Chúa Trời toàn năng. Tạ ơn Đức Chúa Trời toàn năng.